Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Bình Trần từ công ty tài trợ địa ốc trực tiếp. Trước hết chào anh Bình. Em chào chị Vân Anh. Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì một lần nữa Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị anh Bình Trần là chuyên viên cho vay tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại với kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực địa ốc. Thưa anh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những cái update, những cái tin tức mới nhất về tình hình địa ốc tại Hoa Kỳ, phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Thì cũng như quý vị cũng biết đó, gần đây cái thời gian gần đây đó cái tiền lời lên rất là nhiều. Thật sự cái vấn đề tiền lời lên là sớm muộn thôi. Tại như mình cũng biết mà trong vòng mấy năm nay ai cũng nghe nói là tiền lời thấp nhất trong vòng mấy chục năm nay, đúng không chị? Dạ vâng. Thì cái chuyện tiền lời lên là cái chuyện hiển nhiên mà thôi. Thì cuối cùng thì tiền lời đã coi như là cao nhất trong vòng khoảng 4-5 năm nay rồi. Cho nên bây giờ tiền lời rất là cao đó chị. Bao nhiêu anh? Nhưng mà nó cũng nói chung là vẫn rất là thấp so với những thời mà 90-80 chị. Tiền lời bữa nay 30 năm cũng gần 500 rồi chị. Vâng, tại vì mình đã được hưởng cái tiền lời thấp cho nên bây giờ lên cao mình thấy cao. Thực sự anh Bình nói đúng, trở lại với lại ngày xưa mình anh nhớ là nhiều khi 9 chấm luôn phải không anh? Đúng rồi, cái thời mà em làm bắt đầu ra nghề là từ trước năm bắt đầu từ 2001, 2002 đó. Mà những người mà credit không được tốt lắm là lúc đó tiền lời là cũng 9-10 chấm rồi đó chị. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì tiền lời lên như vậy thì ảnh hưởng như thế nào đến với tình hình địa ốc của chúng ta? Dạ, nói chung là lúc khoảng 2 tháng đổ về đây. Về đây đó thì tụi em bắt đầu thấy thị trường của real estate bắt đầu chậm lại rồi chị. Có nghĩa là nhà bán bắt đầu cũng chậm lại, nhà kiếm buyer để mua nhà thì có thể là ít lại rồi. Có nghĩa là giống như buyer họ khừng lại cái vấn đề đó rồi chị. Và họ chờ coi là tiền lời có xuống không hay? Không phải, cái vấn đề tiền lời, thứ nhất là vấn đề tiền lời lên thì em nghĩ nếu mà nói xuống thì em không nghĩ sẽ xuống nữa đâu. Tại cái kinh tế đang trong cái thời gian rất phát triển rất là tốt. Yeah. Cái thứ hai nữa là nói chung là tại cái người mình quen từ xưa giờ nghĩ là cái tiền lời thấp nghĩ sẽ xuống, nhưng mà như em nói cái kinh tế có thể sẽ không xuống. Cái thứ hai nữa là giá nhà cũng hơi cao. Đúng không? So với cái thời mà nói chung là cái thời mà thấp nhất khoảng dòng 2010 thì bây giờ nhà đã bắt đầu quay trở lại cái giá thời xưa rồi chị. Thậm chí còn có nhiều chỗ còn cao hơn cái giá nhà khoảng 10 năm về trước rồi. Cho nên bây giờ khi mà cái tiền lời mà lên cao hơn rồi, cộng với cái vấn đề giá cả nhà cửa cũng mắc mỏ, nhất là ở California của mình á, thì cái người mua nhà họ cũng khựng lại. Tại vì khi mà cái tiền lời lên có nghĩa là sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng mà người khách có thể mượn được cái loan. Tại tiền lời cao có nghĩa là mình mượn ít lại rồi. Cho nên nhiều khi họ có thể cũng không qualify được để mà mua cái nhà nữa chị. Dạ vâng. Tuy nhiên trong một cái lĩnh vực khác thì mình cũng có thể nhìn ở một cái khía cạnh lạc quan hơn, là nó chậm lại như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn nếu mà chúng ta đang muốn mua nhà trong thời điểm này, phải không anh? Dạ đúng rồi. Thì chắc chắn là điều đó có nghĩa là bây giờ đổi thành gọi là cái market của người buyer nhiều rồi. Có nghĩa là người buyer bây giờ có nhiều sự lựa chọn. Nếu chứ nếu mà khoảng 6 tháng 1 năm gì trước thì ra là gọi là seller, có nghĩa là lúc đó nhà ra là hết. Nhưng mà bây giờ thì khi mà cái người buyer có nhiều sự lựa chọn thì nói chung khi mà có nhiều sự lựa chọn họ thì mình có nhiều quyền lợi hơn. Quyền lợi, thứ nhất quyền lợi có thể là giá nhà có thể nó sẽ giảm xuống một phần nào. Với lại một phần nữa là có thể họ có thể đợi được, có thể là đợi cho cái căn mà họ thích hơn. Đúng rồi. Không giống như hồi xưa là nhảy vô là phải mua cái căn. Đúng rồi, mình không có rush hơn phải không anh? Dạ. Thì anh nói cái đó là tình hình chung địa ốc tại Hoa Kỳ. Tại California của chúng ta thì như thế nào? Thì như cũng thấy như vậy là em làm đa số là em làm từ market ở Los Angeles, Orange County và San Diego. Thì như em nói bây giờ nhà bắt đầu em thấy cũng chậm lại rồi. Có thể ở đây em thấy chậm hơn tại vì em đi em làm rất là nhiều loan ở bên tiểu bang Texas. Thì bên em thấy Texas thì nó không có chậm nhiều lại bằng Cali nha. Cali thì em thấy chậm lại khá nhiều. Em có nói chuyện với vài nhiều người agent thì họ cũng nói chà lúc này nhà cũng khó bán. Với lại thấy nhà nằm trên market bắt đầu hơi nhiều. Đúng rồi, dạ vâng. Vâng thưa quý vị, anh Bình Trần, một lần nữa anh là chuyên viên cho vay tiền để mua nhà, cơ sở thương mại
và anh đã làm việc rất là lâu trong lĩnh vực này. Và không những anh chỉ làm việc tại tiểu bang California, tại San Diego, đất nhà của chúng ta, mà quý vị ở các tiểu bang khác, quý vị cũng có thể gọi cho anh Bình. Dạ, đúng rồi. Nếu mà quý vị đang dự định mua cho mình một căn nhà đầu tiên để ở, cũng như là một căn nhà thứ hai, thứ ba, để quý vị gọi là invest, phải không anh? Dạ đúng rồi, tại vì thật sự mà nói, nếu mà giá nhà Cali mình quá khá cao, giống như thí dụ như em làm ở tiểu bang Texas đi, đúng không? Thì có nhà, mua nhà mà vấn đề mà dòng 200 ngàn rất là nhiều. Mà nếu mà mua vấn đề đầu tư thì 200 ngàn mà đỏ 20-25% down, tiền rent cũng nói chung cũng rất là khá. Em thấy tiền rent cũng khoảng được 1,600-1,700 một tháng đó chị. Trong khi đây mình muốn rent được giá đó, mình chắc mình cũng phải trả 300-400 ngàn. Đúng rồi. Dạ, cần gấp đôi. Dạ. Dạ, mà bên kia thì tiền rent thì thật sự rất là ổn định. Vâng, thưa quý vị, và quý vị có tất cả, một lần nữa, quý vị có tất cả nhu cầu về mua nhà, bán nhà, mặc dù chúng ta đang ở trong một cái tình trạng hơi chậm về địa ốc. Tuy nhiên, quý vị có tất cả những thắc mắc, quý vị gọi ngay cho anh Bình Trần, mà chúng tôi có số điện thoại ở trên màn ảnh để quý vị có thể tham khảo miễn phí với anh Bình Trần. Một lần nữa, anh Bình Trần có văn phòng cũng như là dịch vụ của anh phục vụ quý vị không những là chỉ tại California mà tại những tiểu bang xa xôi. Anh có văn phòng tại 4 thành phố của Texas phải không, tiểu bang Texas phải không anh? Dạ đúng rồi chị, em ngoại trừ ở California của mình, ở Orange County và San Diego, thì tụi em cũng có những nhân viên làm việc từ thành phố Houston, San Antonio, Austin và Dallas. Những thành phố, nói chung là những thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas thì đã có rồi. Hy vọng là những tiểu bang khác thì từ từ sẽ có. Vâng, thưa quý vị khán giả của VNTV tại San Diego của chúng ta, và quý vị muốn có căn nhà để mà làm nhà du lịch tại tiểu bang Texas, những cái thành phố mà anh Bình vừa mới nêu ra, thì quý vị cũng có thể gọi cho anh Bình. Vâng, em được nghe nói là nhà ở Texas rất là rẻ phải không anh? Dạ đúng rồi chị, chỉ có cái nhà Texas nói chung tương đối rất là rẻ. Mà thứ hai là em thấy gần đây cái số lượng người mà đầu tư phải không anh? Đầu tư, với lại thật sự không chỉ đầu tư không, mà cái lượng người mà mua qua đó cũng khá nhiều. Đúng rồi, khá nhiều, giờ tại đang... công việc nói chung bên đó người ta không có cái thuế của tiểu bang. Rồi cộng với lại cái vấn đề là công ăn việc làm nói chung cũng ổn định, cho nên khi không mà có đắt đỏ giống không như có California. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, và đây là chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay với anh Bình Trần, sơ khởi với quý vị về tình hình địa ốc tại Hoa Kỳ, tại California cũng như là tại San Diego. Và một lần nữa, chúng tôi có số điện thoại của anh Bình Trần trên màn ảnh để quý vị có thể gọi với anh Bình Trần trong bất cứ lúc nào mà quý vị cần những cái dịch vụ về địa ốc. Anh có muốn nói lời gì trước khi chúng ta chia tay? Dạ thì nói chung là Bình cũng muốn khuyên quý vị nào mà muốn thật sự vẫn còn mà muốn mua nhà, thì đây cũng có thể là một cơ hội rất là tốt để mà mình đi kiếm nhà. Tại như thứ nhất là cái vấn đề giá nhà bắt đầu có nhiều sự lựa chọn rồi, tiền lời thật sự cũng không phải cao, rất là cao đâu, tại vì tiền lời vẫn trong cái thời gian, đối với em là em thấy cái market vẫn là thấp. Cho nên tại vì tiền lời sẽ, em nghĩ nó sẽ tiếp tục lên so với cái tình hình kinh tế bây giờ. Cho nên em nghĩ đây vẫn là cái cơ hội tốt để mà cho nhiều người nào mà muốn mua nhà để ở hoặc đầu tư thì nên bắt đầu, cũng nên đi kiếm là vừa. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Mình xin kính chào tạm biệt quý vị của đài VNTV.